Đầu tiên là như bạn muốn mua điện thoại giá rẻ cấu hình cao, các dòng máy xách tay đến từ Xiaomi, Realme, những cái dòng gaming phone, có thể ghé qua Nam Béo Store. Đây là cửa hàng của mình chuyên bán những cái dòng máy giá rẻ cấu hình tốt, chất lượng sản phẩm được kiểm định rất kỹ lưỡng, đi kèm chế độ bảo hành tuyệt vời. Tất cả là vì quyền lợi của người tiêu dùng, như là bao test 3 tháng, đổi trả với tất cả các lỗi đến từ nhà sản xuất này, cũng như là bảo hành trách nhiệm lên đến 6 tháng, hỗ trợ up-ROM các dòng máy Xiaomi miễn phí, bảo hành phần mềm trọn đời. Thì chi tiết các bạn có thể bấm vào đường link phía dưới mô tả video chúc mình. Câu hỏi đến từ bạn là Henzobin: em đang cần tầm 5 đến 7 thì có máy nào bền bỉ kháng nước, kháng bụi tiêu chuẩn cao này, rơi rất thoải mái không anh Nam? Em đi lại ngoài đường nhiều nên là cũng lo bủ rơi vỡ này kia, cấu hình đủ để máy chạy mượt là ổn rồi. Cảm ơn anh. Với nhu cầu này thì anh thấy là có dòng Note 14 Pro Series nó sẽ khá là hợp lý. Đối với dòng này thì chúng ta có hai con nha. Con đầu tiên là Note 14 Pro 5G, con này thì giá nó khá tốt luôn, rơi vào tầm 5 và thậm chí là còn rẻ hơn nếu như mà em canh sale. Còn cái con Note 14 Pro Plus thì nó sẽ rơi vào tầm cũng chưa đến 7 triệu đồng. Và hai con này nó là cái dòng mới nhất của Xiaomi là Redmi Note. Và dòng này thì sẽ có độ bền cực kỳ tốt nha, độ bền tiêu chuẩn quân đội cũng như là chống nước chuẩn IP69K. Và cá nhân anh đã test thực tế rồi, anh đã test cái con Note 14 Pro Plus, quăng quật thoải mái các kiểu nha, mặc dù là màn hình cong nhưng mà nó rất là bền luôn. Vì con này có những cái thông số tốt như là kính cường lực Corning Gorilla Victus 2, và con này nếu như mà em xài ngoài trời thì phải nói quá là tuyệt vời luôn. Vì là không chỉ có cái độ bền tốt, hạn chế hư hỏng khi rơi vỡ, mà nó còn có cái khả năng chống nước với tiêu chuẩn cao thì phải nói khá là tuyệt vời. Và con này nó chỉ bị một cái nhược điểm, đó chính là về cái phần mềm thôi, nó sẽ không có tiếng Việt nha, hoặc là nó chỉ có một phần. Và hiện tại con này thì chỉ xài ROM gốc tiếng Anh và set edit, sẽ nhưng mà trong các app thì nó vẫn là tiếng Việt đó, chỉ có là phần setting nó tiếng Anh thôi, còn các app thì nó vẫn là tiếng Việt ra. Còn để mà nói mà xài thì ok, em chỉ cần gọi làm quen á, chịu khó tìm tòi thì xài thì vẫn được thôi, chứ không phải là không được ha. Và đây cũng là một trong những lý do khiến cho dòng này giá nó khá tốt, tiêu biểu như là cái con Note 14 Pro 5G giá nó chưa đến 5 củ là một cái mức giá phải nói là cực kỳ tốt nhá. Em có thể là cân nhắc với những cái nhu cầu này. Và hai con này thì đều trang bị màn hình cong AMOLED có vân tay nhúng, độ sáng cao cũng như là cấu hình. Với Note 14 Pro 5G là Dimensity 7300 và cái phiên bản Pro Plus sẽ là 7S Gen 3. Thì với những con chip này thì nó sẽ cho tầm 650 cho đến là 750 AnTuTu Benchmark, tức là nó ở mức độ gọi là trung bình khá, nó không mạnh nhưng mà cũng không yếu. Để nói mà xài tác vụ cơ bản thì vẫn rất là ok rồi, mượt mà rồi, và camera dòng này thì chụp thì mức độ gọi là tương đối, nó sẽ không đẹp như là flagship, nhưng mà ok, em cần độ bền cao thì có thể là cân nhắc đến dòng này nhá. Thì nghĩ là đây là những cái dòng nó đã khá là hợp lý rồi. Câu hỏi đến từ bạn Huy Tóc Bạc: anh ơi, em hay chơi game nhưng cũng hay chụp ảnh và quay video TikTok, anh tư vấn cho em máy tầm 5 đến 6 cấu hình mảnh cam ngon nhất vậy ạ? Em nghiên cứu mấy ngày nay thì đang nhắm con OnePlus A3V nhưng nó chỉ quay cam trước được 30fps. Em nghĩ quay TikTok không ngon, nếu được anh có thể làm quay video TikTok xài filter xem nó có mượt không ạ? Thực ra là cái vấn đề là FPS nó chỉ là một phần thôi nhá, chứ nó không phải là quyết định đến là cái chất lượng. Vì thực tế ra nếu như mà em muốn quay nhiều bằng cam trước thì em phải là sắm những cái dụng cụ như là tripod để mà em cố định, để mà em quay video ha. Thì chất lượng con này nó vẫn đủ để mà em làm TikTok ở mức độ cơ bản và em update lên thì nó vẫn rất là vô tư thôi. Và con này thì nó sẽ có những cái ưu điểm như kiểu là hiệu năng ha, chip 7 lớp Gen 3, cũng như là về chất lượng camera, phần mềm và cái build thiết kế cao cấp. Và pin con này 5,5 thì sạc nhanh là 100W. Thì thực tế ra là trong tầm này thì A3B nó đã là một trong những cái con mà nổi bật nhất rồi. Ngoài ra thì em có thể là cân nhắc qua là con Z9 Turbo nhá, nhưng mà anh thấy là cam của những cái con này ấy thì nó cũng mức độ tương đồng với nhau. Còn vấn đề mà thực sự mà em muốn gọi là quay TikTok nhiều thì anh nghĩ là nó vẫn đáp ứng được. Cơ bản nếu như nâng cao thì buộc em phải mua những con flagship, nhưng mà nếu như em quay mức độ là cơ bản thôi và trung bình á, để mà làm TikTok cơ bản thì nó vẫn ok thôi. Tại vì anh biết là nhiều người họ làm TikTok bằng những con điện thoại là còn thấp hơn, kể cả là cái dòng này, dòng A3V hay là Z9 Turbo. Câu hỏi đến từ bạn Trần Thanh: tầm 5 triệu thì có máy nào pin tốt, chụp ảnh đẹp không shop? Mình không chơi game, cam đẹp để mà chụp sản phẩm, sóng khỏe, pin khỏe là ok, cảm ơn shop. Nếu như tầm này mà thiên về cam
camera nhiều á, và đặc biệt là anh chụp sản phẩm thì thực sự là phải cần những cái con mà có cam tele tốt, thường là những con lắp ship nha, nó mới đáp ứng được cái nhu cầu như thế này. Thì với tập này thì em thấy là có một vài con máy anh có thể là cân nhắc, ví dụ như là dòng Sony flagship tầm này ha, như gọi là Xperia 1 Mark 3 hoặc là 5 Mark 3, những cái con mà có ống kính cam tele chụp khá tốt nha. Và trong tuần này tiếp theo nữa, Samsung thì có dòng S21 FE, nó là flagship dòng FE ấy, nên là vẫn có cái ống kính tele với chất lượng chụp cũng rất là ok luôn. Tiếp theo nữa là có một cái con là Mi 12X. Con này thì để mà nói mà pin thì nó mức độ trung bình thôi, nhưng mà con này cũng là một cái con mà có cam chụp ok luôn, và có kể cả là cam để mà chụp sản phẩm cũng tốt, thì anh có thể là cân nhắc đến những cái con này. Câu hỏi đến từ bản Say Bay, nên mua Xiaomi 14 Pro với mức giá dưới 10 triệu đồng không, nhu cầu liên quân max setting. Một câu hỏi cũng khá là hay luôn, và mình cũng là người mà đang xài cái con Mi 14 Pro, bởi vì lý do là con này bây giờ giá nó đang giảm rất tốt luôn. Khi mà cái dòng 15 Pro ra mắt thì với con này thì bây giờ mức giá nó sẽ rơi vào tầm, thực ra là khoảng loanh quanh là phải hơn 10 củ đấy. Nhưng mà ok, cũng có thể là nếu như mà biết cách mua hoặc là mua lại với cái mức giá là dưới 10 củ thì vẫn có, chứ không phải là không có ha. Và con này để nói vào trong tầm này thì cái điểm mà ăn tiền nhất của nó là cái củng camera thôi. Củng cam con này nó vẫn thuộc dòng flagship Pro của Xiaomi, thì không có điểm gì để mà chê về cái củng camera này. Ngoài ra về hiệu năng thì nó trang bị chip 8 Gen 3 thì quá là thoải mái rồi để mà chơi Liên Quân Mobile rồi. Nhưng mà để nói mà mua về chỉ chơi mỗi cái tựa game Liên Quân thì nó hơi phí. Với công năng con này mua về để chụp ảnh là cái thứ nhất, và thứ hai là giải trí và chơi game thì nó quá là hợp lý luôn ha. Và con này còn có những cái thông số khác như kiểu là cái khả năng sạc nhanh 120W cũng là một trong những cái điểm mà lý tưởng, cũng như là màn hình cong tràn về bốn phía. Câu hỏi đến từ bạn Quyết Nguyễn Văn, chào Nam so sánh con Poco X6 Pro 5G và Poco X6 Pro nó có lệch nhau nhiều không? Chúc Nam sức khỏe. Thực ra là hai con này nó đã chênh nhau rất là nhiều rồi, một bên là bản thường và một bên là bản Pro, và quan trọng là cái mức giá nha. Thực ra là mức giá của hai con này thì nếu như biết cách mua thì nó lại không có chênh lệch, bởi vì là với con Poco X6 Pro mà nếu như mà canh sale được ấy thì nó sẽ rơi vào tầm là hơn 7 một tí thôi. Còn Poco X6 thì nó cũng tầm 6, chúng ta cứ cho là chênh nhau một củ đi, thì hai con này nó sẽ chênh lệch nhiều nhất là đến từ cấu hình. Vì là cái con X6 Pro thì nó trang bị là Dimensity 8300 Ultra, nó cho tầm 1,4 triệu điểm benchmark. Còn với cái con X6 nó trang bị chip Snap 7S Gen 2, nó chính là Note 13 Pro 5G đấy, thì nó chỉ cho tầm đó là 600.000 điểm AnTuTu benchmark. Nếu như tính về lý thuyết là nó đã hơn gấp đôi rồi. Tức là nó khác biệt nhiều nhất đến từ hiệu năng. Còn camera thực tế ra là X6 Pro nó vẫn cứ nhỉnh hơn, vì con này nó thuộc dòng cao hơn, và cam con này là cam 64MP ở trên K70E, đó nó là một cái dòng cao hơn ha, so với lại là X6. Bởi vì là cam của X6 thì nó còn rút gọn hơn cả là so với Note 13 Pro 5G luôn mà. Nên là về con X6 Pro thì nó sẽ nhỉnh hơn, chủ yếu là về hiệu năng và phần camera nhé. Câu hỏi đến từ bạn Khánh Trọng, nhờ anh tư vấn cụ thể giúp một con điện thoại này từ 5 đến 6 triệu, yêu cầu nghe lớn rõ, chụp hình đẹp, bổ nhớ nhiều, xin cảm ơn. Với cái tầm giá như thế này á, thực ra là vẫn có thể là mua được những cái con là 512GB, nhưng mà thường 512GB là những cái con mà cam nó chụp sẽ ở mức độ bình thường. Nên là tầm này thì chúng ta lấy tầm 256GB ha, thì sẽ được những cái con cam chụp tốt. Và yêu cầu là loa to nghe lớn rõ, thì thực ra là loa trên những con tầm trung hiện nay thì đều được trang bị loa kép với các công nghệ âm thanh, đặc biệt là những cái con Trung Quốc thì đều có loa kép hết. Thì tầm này hợp lý thì chúng ta sẽ có là GT-Neo 6SE này. Con này thì với cái mức giá tầm 6 củ là lấy được cái bản là 12 và 256, và loa con này cũng loa kép Dolby Atmos, chất lượng âm thanh tốt, và chụp ảnh trên con này thì cũng tương đối là đẹp rồi, nếu như chúng ta so với cái phân khúc giá nhé, là nó cũng đã tương đối tốt lắm rồi. Và con thứ hai trong tầm này là dòng OnePlus A3V hoặc là dòng Z9 Turbo thì nó cũng tầm đâu đó là 6 triệu thôi. Và loanh quanh ở cái mức giá như thế này, chủ yếu là chúng ta kênh sale, thì với hai con này thì nó cũng cho chất lượng camera cũng tương đối tốt và đều có cái phiên bản là 256. Và ba con này thì sẽ có ưu thế là pin cực trâu, sạc nhanh ha, 5.500 cho đến 6.000, và sạc tầm 80 cho đến là 100W, cũng như là có chip với hiệu năng cao, đó chính là Snapdragon 7+ Gen 3 hay là 8S Gen 3 thì hiệu năng xài best tele nhè rồi. Và đây là những cái con mà hầu như là nó cũng đã là nổi bật trong cái phân khúc giá rồi, nên là mình cũng không tư vấn thêm.
Câu hỏi đến từ bạn Phúc Lê. Mình xem trên Shopee thì thấy con iQOO Z95G phiên bản là 8256 giá tầm 5 củ này. Định mua về làm máy chính dùng ổn 3 năm không anh em. Game thì chỉ liên quân mức setting trung bình. Ai đang xài cho ý kiến với, có bị lỗi NFC không? Mình cảm ơn. Thực ra là với những con máy sách tay thì đa số là nó đều có là NFC hết nha. Chỉ có một số con chính hãng trong tầm này thì nó mới không có thôi. Còn sách tay thì có hết. Còn lỗi NFC thì cái này cũng hơi khó nói. Nhưng mà thực ra NFC nó cũng không phải là cái yếu tố mà nó quá quan trọng đâu. Thực ra là một số người do họ không có hiểu hết nên họ nghĩ là phải bắt buộc là phải có NFC. Nhưng mà vẫn còn rất nhiều những người xài điện thoại không có NFC thì chẳng lẽ họ phải dùng điện thoại à? Vẫn xử lý được, ví dụ như là sinh trắc học hoặc là ngân hàng thì chúng ta ra chi nhánh thôi. Còn kể cả là với cái VNID thì thực tế ra vẫn có cách để đăng nhập mà không cần phải dùng NFC đâu nha. Nên là cái yếu tố này thì các bạn cũng nên cân nhắc. Và để nói con lỗi hay NFC không thì cái này chắc chắn là không dám khẳng định rồi. Cái này thì anh không dám khẳng định ha. Nhưng mà như anh đã nói thì nó cũng không phải là yếu tố nó cốt lõi, nó quá quan trọng. Quan trọng con này thì tầm này chúng ta được rõ ràng là hiệu năng ha. Hiệu năng thì với chip 7 Gen 3 chơi liên quân mobile setting trung bình thì nó cũng khá là ok rồi. Nó có thể là bắt setting luôn. Tầm khoảng 3 năm là dư sức nha. Và con này thì có màn AMOLED 144Hz và tiếp theo đó là cái quả pin 6000 sạc nhanh 80W, cũng là cái điểm ăn tiền. Còn cam con này thì chụp vẫn mức độ ổn trong tầm giá. Quan trọng là tầm này nếu như mua chính hãng thì không thể nào được con nào mà ngang như thế này. Chỉ có là mua sách tay thôi ha. Và kể cả những cái hãng khác như kiểu là Xiaomi đồ này kia thì cũng ít con mà gọi là đấu lại được với cái con Z95G. Nên là ok, đây vẫn là một cái lựa chọn ổn ha. Còn 8256 thì cơ bản xài ở cái mức là tầm 3 năm là cũng dư rồi. Cũng không dư thì không nói nhưng mà nó cũng không thiếu. Rồi thì trên đây là tổng hợp một số những câu hỏi nổi bật mà các bạn gửi về cho mình trong số hỏi đáp công nghệ lần này. Nếu như cảm thấy hữu ích thì đừng quên bấm like, đăng ký Đam Mê Công Nghệ, ủng hộ team mình và đón chờ những video về sau. Xin chào và hẹn gặp lại.